Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Người ta thường nói trong 36 kế, chậm nhất là kế toán, ấy vậy mà nóc nhà của ông anh này còn chậm hơn tỷ lần kế toán trong việc xuất tiền. Vì thế anh quyết định bỏ vợ con ở nhà rồi lên đường đi tìm kho báu với hy vọng đổi đời. Góp mãi mới đủ tiền sắm một con máy dò kim loại, anh đi vào rừng sâu hiểm trở, đúng như linh cảm ông bà mách bảo, chỉ một lúc sau anh đã tìm ra một nơi cực kỳ khả nghi. Đất đá nơi này rất cứng. Sau một thời gian dài điên cuồng quay tay, cuốc đất khá vất vả, anh thử dùng lại máy một lần nữa. Vẫn là tiếng kêu nức lòng mong đợi, rất nhiều hứa hẹn đấy nhỉ. Càng có thêm hy vọng, thanh niên lại càng mạnh tay đào, đột nhiên anh thấy một lỗ rắn, có hẳn con rắn đang ngọ ngoại ở phía trong luôn kia. Kích thích thật sự, anh càng tin tưởng vào linh cảm của mình, chắc chắn con rắn đó đang nắm giữ một kho báu phía trong. Nhìn ông anh cứ cào tay trước hang mà thót tim, lỡ rắn nó xin tí huyết thì lại cụ đi chân lạnh toát bây giờ. Nhìn kìa, một con rắn đang cuộn tròn trong tổ, anh thanh niên bắt đầu dùng một cành cây chọc vào trong, cố gắng khều nó ra. Nhưng đã một thời gian khá lâu, mà chẳng má nào chịu thua má nào, anh thanh niên khều mãi, trong khi con rắn vẫn đề phòng, cố thủ ở trong tổ. Đến khi có vẻ đã bị chọc tức, con rắn ngóc cao cổ lên, nhìn điệu bộ trong trạng thái chuẩn bị tấn công của nó mà mèo lạnh hết sống lưng. Nó mà mổ cho một phát thì ối giời ơi luôn, sau khi không thể chờ được lâu hơn nữa, anh thanh niên làm liều, nằm chặt đầu nó ném ra ngoài. Hú hồn hú vía, không biết con rắn đã bỏ đi đâu, anh thanh niên lúc này đã bị kho báu làm cho mờ mắt, không thể kiềm chế nỗi khao khát mà lao đến tổ rắn. Đào bới một lúc thì phát hiện ra, quả thật có kho báu ở ngay cửa hang, thời tới rồi anh em ơi. Thảo nào người ta thường bảo cứ tận hưởng cái nghèo đi, vì nghèo thì lâu chứ giàu lại chẳng mấy chốc, bỗng một ngày đẹp trời, lắc mình một cái, mình lại hóa thành tỷ phú thì sao? Tình cờ và thật bất ngờ, sau một lần đẩy nóc nhà ra xa, anh thanh niên đã thật sự có cơ hội đổi đời. Lần lượt từng thứ một được đưa lên, lô này mà là vàng thật thì tha hồ no đủ suốt phần đời còn lại rồi. Tuy đã bị đất đá che lấp suốt thời gian dài, nhưng vẫn nhìn thấy được sự lấp lánh và tinh xảo trong từng chi tiết. Một bông hoa tuyệt đẹp, nhưng phía dưới vẫn còn thứ khác kia. Amazing, good job em trong chuyến đi ngày hôm nay. Lại là một chiếc chuông đồng được đưa lên, hình như đã hết rồi thì phải, nhưng cũng phải thử xem còn gì không nào. Máy dò kim loại vẫn báo hiệu còn vật ở phía dưới, có vẻ thành tựu của ông anh ngày hôm nay không phải có thế thôi đâu. Thêm một bông hoa vàng nữa, tuyệt vời, nhưng ngay sau đó anh lại phát hiện thêm một món đồ cực kỳ thú vị phía dưới. Định đào sâu hơn, nhưng lại sợ chẳng may làm vỡ mất bảo vật dưới đó thì khóc tiếng mán, anh lại ném cuốc xẻng sang một bên. Dùng bàn tay đào bới, sau một lúc lâu, anh reo lên sung sướng, là một con rồng bằng vàng ròng các bác ạ, hôm nay là cái ngày định mệnh gì mà anh lại may mắn như thế này cơ chứ. Nhẹ nhàng tiến xuống sâu hơn nữa, anh từ từ đưa con rồng lên khỏi mặt đất, u là trời, nó vừa to vừa nặng, trông đẹp đẽ không chê vào đâu được. Anh cực kỳ hài lòng với những chiến lợi phẩm ngày hôm nay, nhưng cũng phải thử lại xem liệu có bỏ sót mảnh vàng nào dưới kia không chứ. Chiếc máy cuối cùng cũng đã yên lặng, như vậy, anh đã thành công có được kho báu của thần rắn rồi. Ngày hôm sau, vẫn cùng chiếc máy thân quen, anh thanh niên đi sâu hơn vào rừng, máy báo hiệu ở dưới tảng đá đang ẩn giấu bí mật gì đó. Ngay lập tức anh trai đã đẩy tảng đá ra, chật vật mãi cũng mở ra được, nhưng dưới đó lại là rễ của một khúc cây lớn. Anh lại bắt tay vào đục đẽo gốc cây, sau đó anh phát hiện ra ngay phía trong là một vũng nước. Thần kim quy trong truyền thuyết đây sao? Đề phòng, anh cho cành cây vào trong kiểm tra trước, không ngờ con rùa manh động đớp mạnh khúc cây. Sao là con rùa mà máy lại báo có kim loại được nhỉ? Rất đáng ngờ, vì thế, ông anh tiếp tục đẽo gốc cây ra, mở to lối vào tổ của con rùa phía dưới. Tuy rằng hơi vất vả, nhưng nếu dưới đó thật sự có một kho báu, thì những cố gắng trong ngày hôm nay là cực kỳ xứng đáng rồi. Cuối cùng cũng mở được một lối để nước chảy ra ngoài, đúng lúc này, xẻng của anh chạm vào một vật kim loại phía dưới con rùa. Nó cực kỳ hung dữ nằm đè lên tấm vàng đó, nhất định không chịu di chuyển. Vì thế, anh thanh niên lại mất thêm một thời gian nữa để phá dỡ hoàn toàn gốc cây phía ngoài. Sau đó dùng cây gỗ, cố gắng di chuyển con rùa ra khỏi đó, tuy rằng cực kỳ khó khăn, con rùa này trên phần mai có những gai nhọn trông cực kỳ lạ mắt. Khi đã đưa được con rùa ra ngoài, thì kho tàng này chính là của anh trai rồi đấy, cho chảy bớt nước xem còn có chướng ngại gì phía trong nữa không. Trông có vẻ ổn rồi đấy, lúc này anh trai mới lôi tấm vàng ra ngoài, u là trời, thật không thể tin được, phía trong là một ổ trứng vàng các bác ạ, thảo nào con rùa lại giữ chặt nó đến thế, có đến 7 quả trứng vàng đã được lôi ra ngoài, tuyệt vời. Thành quả hôm nay quả thật ngoài sức mong đợi, tuy nhiên ở đời này, không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng, nên vẫn phải đưa chúng đi kiểm tra xem như thế nào. Tuy nhiên, chừng này là quá đủ hạnh phúc, cảm giác chiến thắng được chính mình mới là cảm giác mà ai cũng mong đợi. Các bạn nghĩ sao về những cuộc săn tìm kho báu kích thích và tràn ngập bất ngờ này? Cùng chia sẻ cảm nhận của bạn xuống dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú trong suốt những video vừa qua. Mèo Ú yêu tất cả các bạn!